Xin chào các bạn. Bạch Ngọc Sách mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ của tác giả Mật Thích Lạc Nước, Quyển Một Tên Hề. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp chương 41, Ore và Sushi. Chương này được dịch bởi nhóc KD255 qua giọng đọc của Lan Chi. Xin mời các bạn cùng theo dõi truyện. Lên đổ cà phê, trở lại kho vũ khí rồi bê một chồng tài liệu lịch sử mà lão neo đã soạn ra với các bản nháp ban nãy men theo bức tường gắn đèn khí ga trẻ về phía cầu thang lên trên công ty bảo an ga đen cộp 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 tiếng bước chân vang khắp lòng đất kín mà trống trải Glenn đi lên cầu thang xoắn ốc đẩy cửa phòng ra phân biệt qua rồi đi thẳng tới buồng làm việc thứ hai phía đối diện qua hai ngày làm quen, hắn đã biết rõ bố cục của công ty bảo an gai đen. Vào cửa là đại sảnh tiếp đón rộng rãi, có một bộ sofa và một bàn. Đi qua vách ngăn là khu vực bên trong. Ba gian phòng ở bên trái hành lang theo thứ tự là phòng kế toán của phu nhân Olin. Phòng nghỉ có mấy chiếc giường trong giống ghế sofa là nơi có cầu thang đi thông xuống lòng đất. Ba gian phòng bên phải thì là văn phòng của đội trưởng Dan Smith gian phòng cho nhân viên văn chức với máy đánh chữ, phòng giải trí của thành viên chính thức tiểu đội kẻ gác đêm. Lúc trước Glenn có thấy Leonard Michel chơi bài với hai đội viên khác trong phòng giải trí, hắn đoán đó là trò đấu địa chủ. Đương nhiên Russo Đại Đế đã đặt cho nó cái tên khác, gọi là đấu tà ác, chỉ là cách chơi không khác với những gì mà Glenn đã biết. Rết trực đêm xong sẽ được phúc lợi ngủ bù một ngày, Rosen thì ở chỗ quay tiếp đó Cesar Francis, phụ trách mua và nhận vật tư, kim lái xe ngựa vẫn ra ngoài như trước. Khi Glenn đẩy phòng làm việc của nhân viên văn chức ra, thì ba chiếc bàn trong này trống không, máy đánh chữ đã được đặt riêng một chỗ. Máy đánh chữ mẫu số 1346 của công ty Asen. Glenn từng thấy thứ tương tự như vậy ở văn phòng của thầy giáo và nhà Welch hắn thì thầm một tiếng, chỉ mang máng cảm thấy hệ thống điều khiển phức tạp kia ngập tràn vẻ đẹp của máy móc. Hắn đi tới bàn làm việc có máy đánh chữ, ngồi xuống, thử đánh chữ ở trong đầu trước. Ban đầu, hắn ghép vần theo bản năng. Đợi tới khi quen rồi mới tiêu hóa được mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ không còn mắc lỗi. Cạch, cạch, Tiếng gõ chữ theo tiết tấu như ca khúc tới từ kim loại, nhạc khúc cứng rắn tới từ công nghiệp. Trong gia điệp ấy, Glenn nhanh chóng thảo sẵn đơn xin kinh phí, nhưng hắn không vội vã đi tìm đơn Smith ngay, mà thu tâm tình lại, nghiêm túc đọc tài liệu lịch sử mà Neo cung cấp, vừa là học cũng là vừa ôn tập. Tới gần giữa trưa, hắn vặn cổ, dọn dẹp tài liệu, lấy bản nhát khóa học thần bí học và hồi tưởng lại những nội dung lúc được học lúc sáng. Mãi tới lúc này, hắn mới cầm tờ đơn xin lên, rồi đi tới văn phòng bên cạnh, giơ tay gõ cửa phòng. Đinh đang chờ bữa trưa, sau khi đọc đơn của Glenn xong, thì khóe miệng khẽ nhít lên. neo dạy cậu à? Vâng. Glenn không chút do dự, bán đứng lão neo. Đinh cầm chiếc bút máy màu đỏ sậm, soàn soạt ký tên nói. Đúng lúc chuẩn bị xin kinh phí tháng 7, tháng 8 và tháng 9 với giáo hội và cảnh sát quận tôi sẽ thêm cái này của cậu vào. Chờ được phê duyệt thì đi tìm phu nhân ô lên mà lấy. Về con lắc cảm xạ. Thì buổi chiều có thể nhận rồi. Vâng. Len đáp lại gọn lõ mà hữu lực. Ngữ khí với ánh mắt của hắn đều đầy vui mừng. Trước khi đi hắn còn thuận miệng hỏi một câu. Kinh phí cho tháng 7, tháng 8 với tháng 9 không phải là nên xin xong từ tháng 6 rồi sao? Nào có chuyện đến tháng 7 mới lại xin kinh phí của tháng 7 chứ? đơn im lặng vài giây, nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói. Tháng 6 gặp ba vụ giết người liên tục, bận quá tới mức quên luôn một số việc. Không hổ là vì đội trưởng có trí nhớ không tốt. Clem biết mình hỏi vấn đề không nên hỏi, gượng cười hai tiếng rồi nhanh chóng đi ra. Cứ thế, hắn bắt đầu một cuộc sống đơn giản mà theo quy luật. Sáng sớm, mình tưởng nửa giờ, buổi sáng thì học hai tiếng chương trình thần bí học, nửa giờ đọc tài liệu lịch sử. Sau buổi trưa thì về phòng nghỉ, ngủ một giấc cho khôi phục tinh lực. Sau đó đi nhận đạn, qua câu lạc bộ bắn súng luyện tập. Luyện xong thì đi dạo tới chỗ ở của West cách đó không xa lắm. Đổi con đường khác trở về phố chữ thập sắt như vậy có thể tiết kiệm chi phí đi xe ngựa công cộng. Nếu còn thời gian rảnh thì luyện cho quen thuộc các kỹ năng linh thị hoặc con lắc cảm xạ, tiền thể thì mua ít đồ ăn trong một căn phòng thí nghiệm hóa học tư nhân với đầy đủ dụng cụ. Oray với vóc dáng cao gầy và mái tóc mềm mại đang nhìn chằm dằm cái ly trong tay. Chỉ thấy vô số bọt khí toát ra, làm cho không khí yên lặng hẳn đi. Cuối cùng chất lỏng trong ly lắng đọng lại thành một thứ màu trắng bạc sền sệt. Ha ha, quả nhiên là mình có thiên phú về thần bí mà. Một lần đã thành công rồi. Lúc trước còn sợ thất bại nên mình chuẩn bị tới hai phần nguyên liệu thiếu nữ mừng rỡ lẩm bẩm. Cô nàng cất phần nguyên liệu thừa lấy từ nhà kho của mình và phần trao đổi với người khác, sau đó hít một hơi thật sâu, định nhắm mắt lại uống ly ma dược khán giả này. Đúng lúc này có tiếng gâu gâu vang lên từ ngoài phòng thí nghiệm. Orei nhíu mày, cô ta đặt chiếc ly chứa chất lỏng màu bạc sóng sánh vào một góc tối, quay người đi tới cửa. Sushi, ai tới vậy? Orei vặn nắm cửa, hỏi chú chó lông vàng đang ngồi thẳng trước cửa, chú chó Susie lắc đuôi lấy lòng, mà hầu gái thân cận Annie thì xuất hiện ở hành lang gần đó. O'Reilly đi ra khỏi phòng thí nghiệm, tiện tay đóng cửa lại, nhìn về phía Annie. Không phải tôi nói rồi sao? Đừng quấy rầy tôi khi tôi đang làm thí nghiệm hóa học chứ? Annie rầu rĩ đáp. Nhưng có lời mời của công tước phu nhân, phu nhân Dela, phu nhân công tước Negan. đi tới phía trước vài bước, tới gần Annie nói. Vâng, bà ấy mời quý cô VC chuyên sấy lá chè cô cho hoàng cung tới đây, mời bà chủ và cô chủ đi thưởng thức trà chiều. Annie nói nội dung thiệt mời. oray hơi phòng quay hàm lên gần như không thể nhận ra nói. Nói cho mẹ tôi là tôi đang chóng mặt, có lẽ là nắng gắt quá bị mất nước, bảo mẹ tôi xin lỗi phu nhân Đê la giúp tôi. Lúc nói, cô ta tỏ ra yếu ớt. Cô chủ à, đây không phải chỉ là trà chiều mà còn là một salon văn học đó. Annie bổ sung, nhưng nó không thể chữa được chóng mặt, tôi cần nghỉ ngơi. Oray kiên định từ chối. Cùng lúc đó, cô nàng thì thầm trong lòng. Nếu mà còn nói nữa thì tôi sẽ ngước xỉu cho các người xem. Thầy lễ nghi còn bảo rộng tác ngước xỉu của tôi là siêu hoàng mỹ. Ờ, hình như mà mình nghe thấy tiếng gì đó. Vâng, Annie thở hắt ra. Có cần tôi đỡ cô về phòng không? Không cần, Tôi dọn về phòng thí nghiệm trước đã. Oray hận không thể lập tức quay về sử dụng ma dược, nhưng cô ta vẫn nén lại, dõi mắt nhìn Annie đi xa, sau đó mới quay về chỗ cửa phòng thí nghiệm. Đột nhiên, cô ta phát hiện chú chó lông vàng sushi vốn nên ở ngoài đã biến mất, mà cửa phòng thí nghiệm thì đang mở sẵn. Mình quên mất là sushi biết mở cửa. Tiếng gì vậy? Thôi xong rồi. Oray nghe được tiếng động vang lên từ bên trong, bỗng liên tưởng tới điều gì đó, vội vàng chạy ngay vào trong phòng. Nơi tầm mắt cô nàng thấy được là chiếc ly vỡ vụn dưới đất, là chú chó sushi đang liếm sạch giọt chất lỏng màu trắng bạc cuối cùng. Ore ngơ ngác đứng ở cửa, hệt như một bức tượng. Chú chó lông vàng sushi thì ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt vô tội nhìn chủ nhân vẫy vẫy đuôi. Ở vùng hải ngoại của cảng Brits, một chiếc thuyền buồm cổ đại neo tại cảng, trên một hòn đảo lúc nào cũng bị gió lóc bao phủ, Người đàn ông có mái tóc vàng mềm mại mặc áo choàng theo hình ti chớp nhìn Ash Wilson cảm thấy rất không hiểu. Ash, anh hoàn toàn có thể về vương quốc, trở thành đội trưởng của tiểu đội kẻ trừng phạt hoặc là một vị giám một vẻ vang, tại sao lại quyết định rời bến để trở thành thuyền trưởng của kẻ báo thù U Lam? Khuôn mặt thô kẹp và khắc sau của Ash không hề có biểu cảm gì, anh ta nghiêm trang đáp lại. Biển rộng thuộc về bão táp, là quốc gia của chúa tể tôi nguyện ý tuân theo ý chí của chúa tể tuần tra quốc gia này thay thần hay người đàn ông tóc vàng nắm tay đánh lên ngực bảo tác đồng hành với anh bảo tác đồng hành với anh ash cũng đáp lại bằng hành độc tác tương tự anh ta đứng trên bông thuyền không có thuyền viên nào nhìn bạn rời khỏi con thuyền u linh càng lúc càng xa Sans, cậu không rõ vì cậu biết không đủ nhiều. Ash lặng lẽ nói một câu cùng lúc đó oray đã kinh hồn bạc vía hoàn thành việc pha chế lần thứ hai nhìn ma dược màu trắng bạc không khác gì lúc nãy cô nàng cảm động suýt khóc ực ừ, cô nhanh chóng há miệng uống hết ma dược khán giả này thứ sáu một trận mưa rào tập kích tinh gian hạt mưa rào rào gõ vang tất cả các cửa sổ bên trong công ty bảo an gai đen clan và brett ngồi trên ghế sofa ở sảnh tiếp đó, hưởng thụ bữa trưa. Bởi vì nơi này chỉ có bếp đun nước nên không thể hâm nóng đồ ăn thừa, mà Glenn thì không thể ngày nào cũng ăn bánh mì đen hoặc đi xe ngựa công cộng về nhà. Như vậy, tới buổi chiều hắn đi từ phố chữ thập sát tới nơi ở của Wayne lại còn phải suy xét việc ngồi xe về nhà, rất lãng phí tiền, cho nên đành ăn cái gọi là bữa cơm văn phòng với Rosen và đồng nghiệp. Đúng 10 giờ rưỡi mỗi ngày, là nhà hàng Osnevin gần đó sẽ phái một phục vụ tới hỏi xem nơi này có gọi cơm trưa không. Sau khi xác định bao nhiêu suất ăn, bọn họ sẽ đưa tới lúc 12 giờ rưỡi, dùng một thứ dụng cụ đựng đồ ăn giống như cặp lòng. Đến 3 giờ chiều thì hỏi là có đặt cơm tối không, cũng lấy dụng cụ đựng đồ ăn về. Suất ăn như vậy có thịt, có rau, có bánh mì, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng tạm đủ cho một người ăn no. Giá cả của một suất thường từ 3 đến 10 penny, các bậc khác nhau. Clem mặt dày, lần nào cũng chọn suất ăn 7 penny, thường có nửa bao bánh yến mạch, mấy miếng thịt thuộc và các loại thịt khác nhau, một môi canh rau dưa với một ít bơ hoặc mỡ bò. Hôm nay lại chỉ có một kẻ gác đêm ở đây, rồi xem múc một thìa canh đưa vào trong miệng. Nghe nói là khu Kim Ngô Đồng xảy ra một vụ án có liên quan tới giáo phái, nên sở cảnh sát mời hai kẻ gác đêm tới đó. Brett để chiếc bánh mì xuống nói. Len thì nhúng chiếc bánh yến mạch cuối cùng vào nước thịt, rồi nhét vào trong miệng, không nói gì. Cổ tay trái trong tay áo của hắn có quấn một sợi xích làm từ bạc, treo một khối thạch âm màu vàng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa cọc cọc vang lên từ cửa chính nữ khép nửa hở. Mời vào, Rose ngẩn ra, sau đó cất thìa lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy nói. Cửa được mở ra, một người đàn ông đội mũ phớt, mặc bộ vest màu đen với phần bả vai ướt sũng nước bước vào. Mái tóc ông ta đã chuyển màu hoa râm. Ông ta gặp ô lạc nhìn đám người clan rồi hỏi. Nơi này chính là tiểu đội lính đánh thuê trước đây à? Có thể nói là như vậy. Rosen trả lời thuần thục. Người đàn ông cao gầy này ho khan một tiếng rồi nói. Tôi có một nhiệm vụ muốn ủy thác. Hết chương 41